mắt thì xấu chuẩn bị giờ sẽ lố cho em lên nhà anh trai ơi, không có nhà em chưa trai luôn. Số gì đây, số gì đây, con trời gì đây, trời gì đây, số gì này, số gì đây, em bắt con này, con đang chạy chưa, còn 84 14 còn 84 84 còn số gì, số gì đây, số gì này, số gì đây, số gì đây, 72 72 còn 72 72 còn số gì đây, số gì đây, ôi vui quá trái tim Việt Nam còn 48 4 18 4 18 4 18 trước cũng 3 sau cũng 3 13 83 83 83 83 83 kilo gà, kilo gà da, kilo gà, kilo gà chùa, ít ông già, cái ông già chi, ít ông già, ông dê bà già, ông bị lên đồn 88 có số gì đây, số gì đây, con cờ gì đây, cờ gì đây, trai lớn lấy vợ mà gái lớn mà lấy chồng, hai đứa đồng lòng rủ nhau mà đi lính cùng 419 419 419, số gì đây, số gì đây, con cờ gì đây, con 18 con 18 con 18 số gì đây, 26 26. Và sau đây là chị Khách Thông Kiên sẽ gọi số lô tô. Và sau đây là số gì đây? 46. 46 là số đọc giải và bồn bát. 46. 58. 58. 58. 57. 57. 57. Và thuyền về của ba con số. Và số đọc giải là số 56. Số tận cùng là số 56. 56 cái con số gì đây? 80 nguyên 80 nguyên. 62. Con gọi thông tin con cờ cũ à? Dạ rồi. 62 62 62 23 23 23. Ở đây có người Trung Hoa đây là cái điều gì? 23. Số gì đây, số gì đây? The number 9, lớp đôi sinh number 9. Number 9, con số 9, con số 9, con số 9. Chẳng số này là số tiếp theo. 31, 31. 31, 31. The number 1, con số 1. Con số 1. Number 1, con số 1. Vừa chị nói xong gửi đây là tiền gấp đôi nha. Em lấy 104, ai kinh lấy 102. Và con số tiếp theo là con số 47. 47. 47. Và con số tiếp theo là con số 15. Rằm. Con số 15. Và con số tiếp theo là con số nhị quan. Nhị quan là 21. Nhị trong tiếng Tàu là 2. Còn quan là con số 1. Con số lục. Lục 7. 7. Bác 7. 87. Ai gì là bỏ? Ai gì là bỏ? Tỉnh tâm trên logo. Âm một số đồng. Và con số tiếp theo là con số cô một các đảng 16. 16 nha. Con số tiếp theo là con chim. Con chim le le bay trên trời 22. 22 là 18, 22 là 16. Và con số tiếp theo, con số tiếp theo là cho lứa tuổi, lứa tuổi cặp kê, lứa tuổi mà đừng ngừng cái sừng đó là con số 17. 17 để đẩy sừng nhau. Và con số tiếp theo, con số tiếp theo là con số anh trai của bà sắc 13 là con số 12. 12. Và con số tiếp theo là con số 42. 42. 42. 42. Và con số tiếp theo là con số 74. 74. 74. 74.
Và con số tiếp theo là con số 38. 38 chưa mang trên nha. Đợi quá trời đợi kìa, đợi hai con nè, chưa trong kinh nè. Và con số tiếp theo là con số 60 năm cuộc đời. 60 năm cuộc đời. 60 năm. 65. 60 kinh chưa? 60 năm cuộc đời. Đi 60 năm. Rồi, nghe nè. Đi xuống bưu điện cái lại. Xuống dưới em bé đi. Rồi, chúc về anh chú kinh như quý vị. Mình sẽ lại mà cái lúc vậy. Rồi, bỏ đi. Ai bỏ ai có kinh tiếp. Con số 8. Trời ơi. Con số 8. Rồi. Ông này có tính thường đó mọi người. Đừng có nghĩ bậy bạ. Em sẽ giờ nói cho giá đó. Con số 17 trường mới chưa qua có 1, 38 có 2, 42 có 3, 75 trường mới chưa qua không có là không được. Còn 84 đâu? 84 có đủ 4 có nghe có gì là không tin tưởng hết lên rồi. Có gì tin tưởng cho em sẽ trao quà cho mọi người. Có gì được tắt mắt nha. Dạ, cảm ơn. Chị giá được 140.000 còn 20.000 cho người kêu số. Cảm ơn chị, nói rõ thôi, chắc chưa mặt được thiện.